bạn tích lại một lần nữa trên cột cá nhân ủy quyền quyết toán 2. Các bạn thấy phần mềm tự động tính các chỉ tiêu 21 và chỉ tiêu 22 cho bạn. Doanh nghiệp này có hai đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân. Và đây là số thuế đã tính cho cả năm, đối tượng đầu tiên và đối tượng thứ hai. Các bạn thấy đối tượng thứ hai, số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cả năm là 68.425 đồng. Tuy nhiên số thuế phải nộp phần mềm tính lại là đối tượng này sẽ phải chỉ phải nộp là 39.095 đồng mà thôi. Vậy đối tượng này là cái số thuế chênh lệch ra là cái số thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước. Đối tượng này có thể là xin hoàn thuế hoặc là chuyển cái số thuế nộp thừa sang kỳ sau để khấu trừ cho các kỳ sau. Các bạn quay lên tờ khai 05KK thuế thu nhập cá nhân, phần mềm đã tự động tổng hợp toàn bộ dữ liệu trên cái bảng kê 05-1BK. Công việc của các bạn chỉ cần hoàn thiện trên các phụ lục 051BK, 052BK và 053BK là phần mềm tự động tổng hợp trên tờ khai. Và sau đó các bạn ấn ghi. Phần mềm thông báo đã ghi dữ liệu thành công, các bạn ấn đóng. Và các bạn thực hiện là kết xuất ra để gửi cho cơ quan thuế là các bạn đã quyết toán xong phần thuế thu nhập cá nhân. Trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.